Xin chào tất cả các bạn, học văn chị Hiên đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay, chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bảng chữ ghép tiếng Việt. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Các bạn hãy quan sát lên màn hình và cùng đọc theo chị nhé. Chữ cờ ghép với chữ hờ, ta được chữ trò. Trò, trò, trò. Với chữ trò, chị có các ví dụ: chuối, chim, chị. Tiếp theo, chữ ca ghép với chữ hờ, ta được chữ khờ, 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 khờ. Ví dụ như khỉ, khoai, khế. Chữ g đi với chữ y, ta được chữ gì, 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 gì. Với chữ gì, chị có các ví dụ: giá, già, giò. Tiếp theo, chữ g khi ghép với chữ hờ, ta đọc là gò, 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 gò. Ví dụ như ghẹ, ghế, ghi. Chữ n khi đi với chữ hờ, ta đọc là nhờ, 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 nhờ. Chị có ví dụ với chữ nhờ: nhà, nho, nhị. Chữ n khi đi với chữ g, ta được chữ ngờ, 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 ngờ. Với chữ ngờ, chị có các ví dụ: ngô, ngõ, ngủ. Chữ n ghép với chữ g và chữ h, ta được chữ ngờ ghép, ngờ, ngờ, ngờ. Đối với chữ ngờ ghép, chị có các ví dụ: nghe, nghệ, nghĩ. Tiếp theo, chữ tờ ghép với chữ r, ta được chữ trò, 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 trò. Chị có ví dụ như sau: tre, trường, tranh. Chữ tờ ghép với chữ hờ, chúng ta được chữ thờ, 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 thờ. Với chữ thờ, chị có ví dụ: thìa, thư, thỏ. Tiếp theo, chữ bờ ghép với chữ hờ, chúng mình sẽ được chữ phờ, phờ, phờ,
for. Ví dụ như phở, phố, phà. Chữ cu ghép với chữ u, ta được chữ quờ, 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 quờ. Chị có ví dụ quả, quê, quạ. Vậy là chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong 11 chữ ghép trong tiếng Việt rồi đó. Bây giờ hãy cùng chị luyện đọc lại một lần nữa nhé. Trò, trò, trò. Gì, gì, gì. Gò, gò, gò. Nhò, nhò, nhò. Ngò, 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 ngò. Trò, trò, trò. Thò, thò, thò. Phò, phò, phò. Quò, quò, quò. Các bạn đã đọc đúng hết chưa nhỉ? Hãy xem lại bài học ngày hôm nay thật nhiều lần để có thể thuộc được 11 chữ ghép trong tiếng Việt nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.